Hello mọi người, lại là tôi đây. Nay tôi sẽ tiếp tục thực hiện thử thách tiếp nè. Thách A Chấp Room leo trước 1 phút mà được top 1. Ok, chơi luôn. Và thời gian cũng được 1 phút rồi, chiến thôi kaka. Vậy là tôi đã hoàn thành thử thách rồi. Nếu có thử thách nào hay các bạn cứ bình luận, tôi sẽ ghim comment hay nhất và sẽ thực hiện nó. Nhớ đăng ký cho tôi nha.